Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhưng ngày nay trên công trường cao tốc Cam lộ La Sơn qua địa phận huyện Phong Điền, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, vật lực, thiết bị thi công xuyên đêm để đưa dự án về đích trong năm 2022. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 22 giờ tối tại gói thầu số 5 trên công trường dự án cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn đi qua địa phận huyện Phong Điền vẫn sáng rực ánh đèn pha cùng tiếng máy chạy liên tục của các phương tiện cơ giới như xe lu, xe ủi, xe ô tô chở vật liệu đất đá thi công xuyên đêm để kịp tiến độ. Đây là một trong những gói thầu bị chậm tiến độ thời gian qua do thiếu nguồn vật liệu đất đắp. Hiện liên doanh nhà thầu đang dốc toàn lực để hoàn thành khối lượng công việc mỏng mặt đường trước khi thảm nhựa vào đầu tháng 10. Nhà thầu cũng đã tăng 3 ca 4 kíp làm ngày làm đêm để đạt tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Cả gói thầu cũng đã hoàn thiện đến bây giờ đến cơ bản đến 90%. Còn khoảng 10% là hạng mục mặt thảm bê tông nhựa và hạng mục an toàn giao thông. Là hưởng ứng cái phong trào thi đua 120 ngày đêm để hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng và Bộ Giao thông. Thì về mặt tổ chức và tư vấn thì cũng là đáp ứng yêu cầu giám sát 24/24 theo tiến độ của nhà thầu. Thời gian qua, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát thường xuyên bám sát công trường để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế. Liên danh các nhà thầu cùng hỗ trợ nhau về phương tiện, thiết bị, máy móc để đảm bảo có thể làm được 3 ca 4 kíp. Mặc dù khối lượng công việc còn lại của dự án cao tốc này không nhiều, nhưng nếu các bên không có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ về đích của dự án, nhất là trong thời điểm khu vực miền Trung đang bước vào mùa mưa bão. Đến nay thì chúng tôi cũng cơ bản tháo gỡ được cái khó khăn rồi, nhưng mà cái lo ngại hiện nay nhất là cái vấn đề về mặt thời tiết của khu vực Thừa Thiên Huế. Đấy, nếu mà trong thời tiết còn ủng hộ cho phạm vi trong khoảng độ 15-20 ngày nữa thì chúng tôi sẽ thuận lợi như thời điểm này, thì chúng tôi sẽ tin tưởng là sẽ về đích đúng hẹn vào cuối tháng 10 như theo yêu cầu của chính phủ. Cũng rất mong địa phương là cố gắng giúp cho cái công tác hoàn thiện một số cái hạng mục di rời hạ tầng kỹ thuật về đường điện cao thế, cũng như là một số cái vị trí để có một bằng cổ sông phát sinh để nhanh tiến độ để đáp ứng cho dự án triển khai đúng tiến độ đề ra. Tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn dài hơn 98 km là đoạn cao tốc có sản lượng hoàn thành cao nhất trong số 4 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 với sản lượng đạt trên 94% giá trị hợp đồng. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m. Riêng các đoàn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong tháng 11 năm 2022.